Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trước đó, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, qua phản ánh thì tiến độ triển khai còn rất chậm. Trong khi đó, thì thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3. Để đảm bảo thực hiện tốt nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về nội dung này, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của bộ ngành mình, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên Môi trường theo đúng thời hạn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng miền. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi.